Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Gioan chương 17. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Bài tin mừng hôm nay là phần cuối của lời nguyện sau tiệc ly. Đức Giêsu cầu nguyện không phải cho các môn đệ đang hiện diện, nhưng cho các môn đệ tương lai là chính chúng ta. Những người tin nhờ nghe lời giảng của các môn đệ đi trước. Hôm nay, Đức Giêsu là Thượng Tế trên trời, là đấng trung gian duy nhất, vẫn dâng lên Chúa Cha lời nguyện tương tự. Ngài nhìn thấy 1/3 dân số thế giới là Kitô hữu, hơn 2 tỷ người. Ngài nhìn thấy những người theo Công giáo gồm hơn 1 tỷ, theo chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo và bao giáo phái khác. Ngài xin Cha cho họ nên một, như Cha và con là một. Đức Giêsu đã xin cho các môn đệ đang hiện diện bên Ngài được nên một như chúng ta. Bây giờ, Ngài xin cho các môn đệ tương lai cũng được nên một. Sự hiệp nhất nên một giữa Cha và Con vừa là khuôn mẫu
vừa là nguồn mạch cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Để tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Cha và Con ở trong nhau, đó là mẫu mực cho sự hiệp nhất. Chúng ta được mời gọi ở trong nhau khăng khít như Cha và Con. Điều này không thể thực hiện được nếu chúng ta không được đưa vào trong mối thương quan thân thiết giữa Cha và Con, để họ cũng ở trong chúng ta. Các Kitô hữu chỉ hiệp nhất khi họ được sống trong nguồn hiệp nhất là sự ở trong nhau giữa Cha và Con. Trong lời nguyện của Đức Giêsu, ta thấy có một tương quan ba chiều giữa Cha, Con và các môn đệ. Con ở trong họ và Cha ở trong Con. Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con. Tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ và Con cũng ở trong họ nữa. Sự tương quan sâu lắng đến mức có sự ở lại trong nhau thực sự giữa Cha, Con và các môn đệ là chính chúng ta. Tuy vậy, ít khi chúng ta dám nghĩ mình có thương quan gần gũi đến thế với thế giới siêu việt của Cha và Con. Nhưng Đức Giêsu còn nói đến tương quan giữa các môn đệ với thế gian. Chỉ khi có sự hiệp nhất giữa các môn đệ, lúc đó mới hy vọng thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Thế gian sẽ nhận biết rằng Cha đã sai Con. Chúng ta cầu cho sự hiệp nhất yêu thương giữa các Kitô hữu trên thế giới. Nếu 1/3 dân số thế giới sống nên một trong yêu thương, 2/3 còn lại sẽ sống trong hạnh phúc, bình an. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là đấng con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu. Lạy đấng thường hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con hay làm cho con ra khỏi Chúa. Nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa. Xin làm cho hồn con bình an thanh thản. Xin biến hồn con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi. Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình, nhưng con luôn có mặt với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và phó mình
cho Chúa sáng tạo. Ngày 25 tháng 5, Thánh Madalena Sophie Barat sinh năm 1779, mất năm 1865. Sinh ở Burgundy, nước Pháp, trong một gia đình trồng nho. Thánh Madalena được sự hướng dẫn chu đáo và rất kỷ luật của người anh ruột tên Louis, sau này là linh mục. Trong thời kỳ cách mạng, anh Louis bị cầm tù và sau đó cùng với cô em gái trốn lên Ba Lê, là nơi mà thánh nữ được học hỏi về tôn giáo. Madalena ao ước phục vụ Thiên Chúa qua tính cách của một trợ sĩ dòng Camilo, nhưng đó không phải là ý Chúa. Một nhóm linh mục người Pháp thuộc tu hội Thánh Tâm muốn thành lập một tu hội nữ để giáo dục các cô gái, và cha Van Rin, người trưởng nhóm, nghe biết về Madalena. Do đó, vào năm 1800, cha đã chấp nhận Madalena cùng với ba người khác như các nữ tu và giao cho họ công việc thiết lập một tu hội giáo dục. Nhà trường đầu tiên của tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu được thành lập ở Amnha năm 1801. Sau một thời gian hoạt động, Madalena được chọn làm bề trên, dù lúc ấy ngài mới 23 tuổi, trẻ hơn các nữ tu khác. Già sơ đã điều hành tu hội trong vòng 36 năm kế tiếp. Tu hội phát triển trên toàn nước Pháp, thu hút các nữ tu thuộc tu hội tham viếng ở Grenoble. Trong số đó có dân phước Philippines Ducens, là người đưa tu hội sang Hoa Kỳ năm 1818. Và tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được Đức Giáo Hoàng Leo XII chính thức công nhận vào năm 1826. Năm 1830, đệ tử diện của tu hội ở Poitiers bị lực lượng cách mạng đóng cửa. Già sơ Madalena đã thành lập một đệ tử diện khác ở Tân Tây Lan. Cho đến khi ngài từ trần, ngày 21 tháng 5 năm 1865 ở Ba Lê, tu hội đã thành lập được 105 trường trong 12 quốc gia. Ngài được phong thánh năm 1925. Lời trích: Thánh Madalena Barat thường nói với các nữ tu trong tu hội rằng: sự cần cù làm việc là kẻ thù của linh hồn bất toàn, đem lại kết quả dồi dào cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.